Lâu Anh đó anh nói vậy chi vậy? có vấn đề thế này nè, tôi hỏi chị bây giờ chị Cái gì là chị giúp mình tiền của chị là tiền của cộng đồng, tiền của Mạnh Thường Quân. tôi không có xin tặng tiền Mạnh Thường Quân của ai cho chim sâu từ lúc đến giờ nha anh. Từ ngày mà tôi biết con chim sâu đến giờ tôi chưa bao giờ kêu gọi. Không, tôi đang hỏi là cái vấn đề là chị giúp tiền giúp người ta là bằng tiền của chị hay là tiền của Mạnh Thường Quân? Có lúc là tôi giúp bằng lời, có lúc là tiền của tôi chứ không có Mạnh Thường Quân. Thấy không, Út Lợn ngày xưa hô hào to không hả Nam? Đó, giúp bằng lời. Người ta đói mà bây giờ đó, người ta đói mà dùng lời đó, người ta có no hay không? Đó, nó không dùng tiền Mạnh Thường Quân nó giúp nha. Út Lợn ngày xưa nói đó, và kết quả sao? Kết quả có nhận tiền Mạnh Thường Quân hay không? Có lình xình trong tiền bạc hay không? Tất cả đều có. Một trong những cái viễn cảnh mà nó thật sự đó là nó thấy quá rõ ràng đi mà cứ lên thích thể hiện làm gì. Giả sử mình đủ về cái tài chính thì mình giúp thì không ai nói làm gì, còn mình bảo rằng đi giúp mà bằng đồng tiền của người khác thì mình phải làm cho đàng hoàng tí thì không ai trách cả, mà thậm chí người ta thấy mình làm đàng hoàng là người ta còn ủng hộ cho mình nữa. Nhưng đằng này làm cái chung là quá xạo, làm anh tào lao sống nhanh. Đấy. Rồi người ta lên mới người ta lật mặt chứ đâu phải là thật sự. Mình không cho nó đi làm cái việc tử tế, muốn nó cũng có một cái kênh để làm việc tử tế để giúp cho bà con, nhưng mà nó lợi dụng trong cái vấn đề đó để nó nuôi sống bản thân và cả gia đình. Út Lợn nó thất bại hay không là thất bại từ cái vấn đề đầu tiên. Cái thước phim mà đầu tiên nó điện qua cho tôi có một sự giả dối đó, tôi ghét ghét cái kiểu đó thôi. Bất kỳ ai cũng vậy đó, sống với tôi mà chỉ cần nó thật sự mà dùng cái sự mà giả dối để mà đi gọi đổ đòi đi lừa tôi là nó khó lắm quý vị. Người ta đã nhìn nhận ra cái bản chất, nhìn nhận ra cái sự việc, người ta cảnh báo mình đó, thì thôi mình sống vậy thôi, mình thấy bây giờ thôi cái bài đã chưa đi mà đã lộ rồi, thôi ta đi bài khác. Nó đã biết lộ rồi cái bài cũ rồi đi tào lao không. Chưa cái số tiền, cái số tiền là chị đem xuống cho bà Út 5 triệu đợt vừa rồi, đó là tiền của ai? Cái đó là Mạnh Thường Quân người ta giúp, là lúc đó đầu tiên cái nhà của chim sâu nó là lúc đó chưa có phát hiện mẹ nó. Rồi con Phụng nó mới nói cô chú ơi các nhà dùm con đi, mà mình đi lên mình like là muốn sập cái nhà, mình muốn nói trời ơi đi chỗ này chắc té chết quá, ngồi quên giữa hàng rào cũng té. Cho nên là Mạnh Thường Quân người ta thấy vậy rồi, bà cũng người ta cũng chưa cho nữa. Rồi đến khi có cắt cái nhà lên có cái người nào đó mới lại cái kênh là nó mới lại là cho 3 triệu mấy, thì bả xúc động bả khóc, thằng Long cũng khóc. Cho nên Mạnh Thường Quân tôi mới thấy nói trời ơi cắt cái nhà lên bây giờ là 50 triệu mà thiếu 20 mấy triệu, mà bây giờ người ta được 3 triệu mấy mà tôi xúc động tôi khóc tội nghiệp của Úc Hà ơi. Em giúp tốt, tốt gọn là cái này là mình không cần phải kể cái câu chuyện nó dông dài. Có nghĩa chị điện qua đây là để chị đính chính lại cái sự việc là chị giúp chim sâu về cái tâm, đúng không? Đúng như vậy, tôi là cái này nè, em hỏi nè. Nhưng mà em yêu cầu anh chị đó, nói đó, thì để em hỏi là chị nói đó, chị đã điện qua là để mang chắc nói chuyện đó, chứ không phải cãi nhau. Đúng cãi nhau là nặng cãi nha. Rồi anh nói đi rồi Út Hà nghe. Đúng rồi, người đó cái vấn đề chị điện qua đây đó là chị nói là chị giúp chim sâu vì là cái lòng từ bi, đúng chưa? Nhưng mà qua cái cách nói chuyện của chị lúc nãy giờ đó là chị về đó là vì kể như là gia đình của chị là kêu gọi gì à, chứ không phải là vì kể như là chị về vì chim sâu, đúng không? Đây là chị mang chắc là 1 trong 2 chuyện của chị, chứ không phải là chị về đó là chị vì chim sâu toàn bộ, đúng chưa? Đúng rồi, nhưng mà có cái là vì con chim sâu nhưng có một cái này nè chị, để tôi nói xong rồi chị mới nói. Rồi anh nói đi. Chị về đó là mang chắc là vì gia đình của chị kêu gọi về, chứ không phải là chị về là vì chim sâu, mà chẳng qua là chị kể như là nhân tiện chị giờ ở đấy là chị để mà gần gũi chim sâu thôi. Đúng rồi, chứ không phải là chị về là vì chim sâu. Mà cái mà chị lên cộng đồng mạng chị nói rằng á, con ở đâu thì bây giờ mẹ ở đó, tôi đang là cái nhân là khó hiểu cái câu từ là con ở đâu mẹ ở đó, đúng không? Chị vẫn còn có gia đình, chị vẫn còn có con, làm gì cái chuyện chị vì con nuôi mà chị bỏ quê hương chị quay về chỗ làm gì ở? Sao bỏ quê hương, cái nhà trên đây vẫn còn trên đây, tôi có 2 thằng trai. Nhưng mà cái của chị nói là bà con thấy không?
Chúng đọc đúng bài bả rồi mà bả không lo, bả tránh đi, mà bả cứ lao lao vô một con thiêu thân. Bả lên mà thật sự bả thể hiện một cái nó quá lộ bài. Cái gì cũng vậy quý vị, nó ấp ấp mớ mớ là nhiều lúc nó thú vị đó, nó hấp dẫn đúng không? Ông đậu cái gì cũng banh tẹt ra hết thì nhìn đâu còn hấp dẫn gì. Yeah. Vô là bà banh bài bà chơi luôn, thật sự thấy tôi ớn quá. Cái gì cũng vậy, nó vừa kinh kính mà nó vừa hớ hớ vậy, nhìn nó còn thú vị. Nó còn gây một cái sự tò mò. Chứ còn vô mà nó thật sự banh bài ra, người ta nhìn người ta thấy hết trơn hết trọi rồi. Nó lộ hết trơn rồi, lộ hàng rồi. Lên không gian mạng mà bây giờ đi muốn lừa mạnh thì quân muốn lừa cộng đồng, mà lên chỉ cần một trong những thước phim đầu tiên là xem nó lộ bài hết trơn, sao lừa được nữa. Đấy, mà khi người ta lên tiếng, người ta nói qua đến chính cũng tất cả cũng bình thường. Cái mà người ta nói thì mình biết rằng mình sai ở đâu, ro rút kinh nghiệm liền. Đó, đằng này người ta nói chừng nào lao vô như một con thiêu thân, nói chừng nào nó lót vô chừng nấy, nói chừng nào nó thớ hiện chừng nấy. Thì tôi hỏi quý vị có đi ăn mày thôi chứ sao mà ăn tiền mạnh cũng được. Đấy, cho út lợn cái kèo đây là út lợn gọi là lỗ lỗ chống vó. Không biết cái vụ chỗ chim sâu đó, là từ lúc đưa chim sâu từ cái Đồng Tháp về Vĩnh Long là không biết nhận được bao nhiêu tiền của Mạnh Thường Quân. Đây, nhưng mà đối lại bây giờ là mất tất cả. Một cơn thiện nguyện mà dính vô cái phốt đây, tôi nói quý con là không còn ai tin. Đó, mà cái miệng của tôi vẫn còn ra rá thì thật sự có dục kênh mà đi chỗ khác thôi. Có đi gọi đi móc bọc thôi, thật sự không thể làm kênh được. Tôi nói thiệt, trừ khi biết sai nhận lỗi. Có nhiều bà con đó vô những tin comment bảo rằng tại sao mà ngày nào cũng lên nói út lợn. Tôi nói khi nào con út lợn xin lỗi thật. Nói khi nào mà nó dục cái kênh nó đi móc bọc mà thôi. Đấy, nó còn làm kênh tôi càng nói. Mà chính những một mình con út lợn, còn những kênh còn liên quan trong câu chuyện của chim sâu mà thấy tào lao là tôi vẫn hút ra luôn. Đấy, để cho cộng đồng mạng họ thấy. Còn không muốn không nói nữa, nó phải lên xin lỗi. Cái người nó cần xin lỗi là cộng đồng mạng và chị bán. Đó, nó phải xin lỗi. Nó lên nó chửi người ta mà chửi một cách vô tội vạ. Nó lên nó lừa nguyên cả cộng đồng. Đó, thì tôi hỏi quý con, cái loại này mà để cho nó tồn tại nữa thì nó thật sự đó. Chỉ cần mà tôi cái như là tôi lơ lơ cái công việc của nó là bà con thấy ngấp dậy ha. Vừa rồi đó. Vừa rồi mình để không nói nó trong vòng một tuần xem thử nó làm cái gì. Bắt đầu nó quằn, bắt đầu nó xuống chỗ Dũng Cầm Cầu. Nó cũng lót cho chỗ Dũng Cầm Cầu, cho chỗ con Thánh Bầu. Đấy không? Có nghĩa là cái bản chất là nó muôn đời vẫn là bản chất. Chuyên gia là đi tìm những cái hoàn cảnh mà người ta bị khờ, bị đừ đừ để rồi cái nhà vô quay. Đây là một trong những cái nghề mà câu tiền rất dễ. Những con người đó bây giờ mình nói sao là người ta nói y xì vậy. Mình có thể mình dạy người ta trong cái từng cái clip một. Đó. Nhưng mà sau khi nhận được tiền, tôi hỏi rằng những nhân vật đó người ta có hướng trọn vẹn hay không? Trong trường hợp chim sâu là một trong những cái ví dụ điển hình. Có bao nhiêu tiền chim sâu cũng không được. Mà những người như là út gà, út lợn hoặc là cái như là cái chỗ như những cái kênh YouTube bên kia thôi. Đấy. Chứ còn chim sâu ở đâu biết quản lý được đồng tiền. Ở hôm nay mình đưa nó, thật sự đưa nó, mình bảo đủ chứ. Đưa cho một lóc đây, bảo rằng đưa 3 triệu, bảo rằng 5 triệu nó biết đếm hay không? Sao biết đếm được? Ở trên phim ảnh có quay đó. Sao nó biết mà đếm? Cho nó căng lắm. Những cái kiểu này nó thật sự quý con là mình nhìn vô mình thấy là cái viễn cảnh nó tào lao rồi. Còn là âm binh không, không có người đâu. Ta phải hiểu sai, hiểu không đúng. Chị nói là người ta sẽ hiểu sai, hiểu không đúng và sẽ sẵn sàng hiểu nhầm. Đã cái thứ hai nè, bây giờ đó chị giúp chim sâu là bằng tiền túi của chị hay là tiền của Mạnh Thường Quân? Tôi nói thiệt là hồi lúc tới giờ tôi biết nó, giờ tôi hao tiền rất là nhiều tiền của tôi, không có tiền của Mạnh Thường Quân. Nói cho anh nghe vậy đó. Hôm trước là tôi nhận 1.500.000 là tính là đi nhổ răng trồng răng cho nó, là lúc đó là Mạnh Thường Quân cho chim sâu. Còn cái lúc đầu là có cô kia cho mẹ chồng chim sâu là 5 triệu, đó là tiền của Mạnh Thường Quân. Còn bao nhiêu đi ăn uống đồ là tiền của tôi. Mình làm kênh thì mình quay người ta, dẫn người ta đi ăn uống chuyện bình thường. Đó.
dẫn người ta đây ăn uống được, có phim quay, chuyện bình thường. Ủa tại sao vấn đề ngày xưa bảo rằng tiền của không nhận của Mạnh Thường Quân cuối cùng sao vẫn nhận? Chứ nó thật sự nếu nó không nhận là mình nói mình sai, mà cái tính tôi sai, tôi xin lỗi. Nếu như nó nói tôi không nhận tiền Mạnh Thường Quân thì mình thấy từ trước giờ đã không nhận thì mình cảm thấy mình sai, nó xin lỗi, mình xin lỗi. Còn đằng này nó nói một đường cứ làm một nẻo, mà tôi ghét nhất là cái chủng mà nói một đường cứ làm một nẻo. Đó. Rồi liên quan đến là răng cỏ chim sâu tất cả mọi cái thì bà con nhìn đi, bế răng chim sâu sạch trơn luôn, rồi có trồng nó lại cái nào đâu. Đấy. Cuối cùng một con người đang khỏe mạnh đưa gì cho nó nuôi ít mà nó hành nhiều, ra quay phim xong rồi bế răng để mà quay phim. Đó. Cũng là ngắm vào túi tiền của bá tánh hết trơn đó. Mình không phải là một trong những cái mà mình nhìn theo một cái hướng nhìn tiêu cực, nhưng cái gì cũng vậy quý vị. Nó làm đúng đi, nó làm từ tâm là nó khác. Một cơn thiện nguyện mà nó làm bằng cái tâm là nhìn nó khác hẳn à. Mà một cơn thiện nguyện mà nó làm không phải là cái tâm, mà nó làm vì cái quyền lợi cá nhân là nó thật sự. Qua cái ngôn từ và qua cách nó thể hiện là thấy nó treo quơ luôn. Mà nhất là vào những thức phim nó quay, trời ơi nhìn thấy nó rỗng về cái vấn đề giá trị nhân văn. Mình lên mình nói là để cảnh giác mọi người, nhất là một số Mạnh Thường Quân. Chứ tôi lên tôi nói thật sự cũng chẳng ai cho tôi một xu nào. Đâu phải là tôi nói cái vấn đề đó người ta không gửi về tiền cho Út Lợn, mà người ta gửi tiền về cho tôi. Đấy không? Mà cũng có nhiều người cũng là xin số tài khoản để gửi tiền cho tôi, để mà gọi là cái như là lo tiền trà, tiền nước, bồi dưỡng. Nhưng mà tôi không có nhận. Đấy không? Vì mình đã lên mạng xã hội là mình không có dính dáng đến là cái đồng tiền của ba tánh. Mình không có muốn cái điều đó. Mình thứ nhất là cũng có cái điều kiện sống được. Thứ hai nữa đó, cũng muốn là đóng góp ở cộng đồng mạng những cái lời nói thật, nói ngay, nói thẳng. Để cùng nhau mà xây dựng một cái cộng đồng cho nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Chứ ai đâu mà một cộng đồng thật sự, cộng đồng mạng là một trong những cộng đồng cực kỳ lớn mạnh. Mà để cho cái thứ ba dơ nó vô nó phá hoại là không được, dứt điểm là không được. Và cái nền tảng thiện nguyện, thiện nguyện từ thiện là một trong những cái nền tảng mang tính chất là nhân văn. Đây là một cái truyền thống mà bây giờ bà con thấy từ lúc mà có YouTube bẩn nó mập lên rồi nó phá nát cái nền tảng thiện nguyện luôn. Nó phá không thương tiếc, cứ lợi dụng nhân vật rồi lên kiếm ăn, lợi dụng nhân vật rồi trục lợi đồng tiền của Mạnh Thường Quân, rồi lên còn nói giọng tử tế. Những cái điều đó thật sự quý vị là cực kỳ, nó thật sự nó phản cảm. Mà những chúng này là tôi hay tôi nói những chúng này làm anh tào lao đó, bảo sao người ta không nói, mà người ta nói rồi chột dạ, điện thoại qua hỏi vì sao hỏi miết vì sao, mà không hỏi bản thân mình làm như thế nào mà người ta nói mình. Tôi nghĩ nó kêu mình bằng mẹ thì mình giúp thôi, chứ không có kêu gọi Mạnh Thường Quân. Cái vấn đề đó này chị Hà nè, tôi nói thật tiện, cái nào cho cái riêng cái vấn đề mà chị kinh doanh trên hình ảnh con người ta là chị cho con người ta ăn uống là chuyện bình thường. Chị bỏ tiền ra trước rồi chị thu tiền cho YouTube sau. Em nói cho anh nghe nè, em làm YouTube cái quê của em nó đâu có được cái gì đâu. Nói chung ra em làm bên tên thiện nguyện đó, rồi á con em á nó làm trên Sài Gòn, hai thằng con em có hiếu lắm, nó mặn bao nhiêu tiền là nó đưa em hết à. Đó rồi á, chồng em cũng vậy luôn, cho nên là em mới có số tiền để em mới làm như vậy, chứ không phải em kêu gọi ai hết trơn á. Nhà nghèo thiệt nhưng mà có tấm lòng ấy là nó thật sự. Bà lau kìa, bà con thấy bà lau tét không? Con em hai đứa làm Sài Gòn có bao nhiêu tiền đưa mẹ làm từ thiện, chồng em cũng vậy, có bao nhiêu tiền đưa vợ làm từ thiện. Ông nậu cho đứa nào mà lên mạng khóc lóc là ông Hùng là cái chuyên gia là ôm gà đi đá. Đấy không? Một trong những cái mà nó giả trăng như vậy mà vẫn nói được với tôi. Đó. Lên cái nói là thớ hiện, nó còn nói một câu, anh có gì Long Xuyên đi, anh hỏi bà Út từ thiện là bà nào là người ta chỉ cho anh. Không biết là cái live stream này Út Lợn em có nghe lại hay không, chứ thật sự bây giờ anh nghe rồi mà cái mặt anh nó cũng sượng sượng á, sượng thay em đó.
hiểu không? Em nói giả trăng quá. Em nói mà thật sự em nghĩ rằng anh chắc là một thằng khờ, rồi nói sao chắc ông đời thường ông cũng tin, hiểu không? Em nghĩ chắc anh là một thằng khờ đó. Mà Út Lợn nên nhớ rằng nó thật sự những cái gì mà hôm nay đó, những cái gì mà hôm nay em nếm trải đó, cũng do cái vấn đề mà em kể như là em xem thường cộng đồng mạng quá nhiều. Em đang ăn trên cộng đồng mạng, em đang lợi dụng vào cộng đồng mạng để em có được chén cơm manh áo. Mà em xem thường cộng đồng mạng quá thì em chỉ có đường đay thôi. Chỉ có đường đay thôi, thật sự không thể nào mà em tồn tại được mãi miết trên cái nền tảng mạng. Nói một câu mày đúng rồi, nhiều lúc tôi ngồi tôi ngẫm ngẫm cũng thấy cười. Ủa tại sao nay mà bây giờ nó thật sự cái máng thiện nguyện gì bản thân mình nuôi mình không xong mà đi bảo ai cũng bảo tôi làm từ thiện. Thiện gì quý vị? À, trong cái kênh Công Tâm cũng vậy, có con heo nái Bình Dương đó. Cái con đó, cái thân của nó thật sự nó béo no béo nằng đó, làm thân nó nuôi không nổi. Nó đi mượn tiền của người ta 5 triệu nó không trả. Rồi người ta xuống người ta đòi, bắt đầu là nó ra nó lấy dao lấy gậy nó gọi là tấn công người ta. Ở trong đó hôm qua còn có thằng Mội Đen, thằng mà đời hiện tại, thằng mà nó ăn dơ, thằng đó cũng xuống ủng hộ cho con nái Bình Dương để tấn công một người đó là khổ chủ, người ta bỏ tiền người ta cho nó mượn nay là hơn một năm trời. À, mà nó lên cộng đồng mạng nó toàn nó đi làm từ thiện không quý vị. Trời, nó đi mượn tiền người ta mà bây giờ người ta xuống trả là nó cầm dao cầm gậy ra nó đánh người ta không thương tiếc. Mà nó còn rước theo cái thằng Mội Đen, thằng Cam Đen Hôi đó, cái thằng đời hiện tại, thằng ngày xưa mà nó thật sự nó cũng lên mà nó dơ dơ xong nó xuống nó quỳ nó lạy bà Út Gà đó, thằng đó đó. Rồi nó xuống nó bảo vệ cho cổ con nái Bình Dương. Cuối cùng là đúng là một trong những cái là may tầng nào gió tầng nói, cái dạng ăn cướp thì nó cũng phải có bạn quý bà con, đó không? Nó bảo vệ cho đồng loại đấy, đi buôn các bạn mà đi bán các phường đó, bọn nào nó đi ăn cướp cũng có bè có đảng đấy, vậy đó. Cái thân mình lo không xong còn đi mượn tiền của người khác để kiếm ăn, mà lên không gian mạng lúc nào cũng thể hiện trời ơi tôi làm từ thiện, tôi làm giúp người này giúp kia giúp gì, cái mỏ mày mà không có tiền mà trám vô mà giúp được ai đấy, y xì bó tay không có gì, toàn lên thích thể hiện sống mà sống ảo. Nên nhớ rằng không gian mạng là không gian ảo đó, nhưng mà sống là nó thật sự người ta nhìn mình bằng ánh mắt thật đó. Chứ không phải nhìn ảo 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 đâu.